Hello everyone, Mr. Shan is on the mic, and I hope you and me will have an interesting lesson today. Và xin chào các bạn, thầy là Sang và chung nay thầy sẽ là giáo viên của các bạn. Và hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ có một cái bài học thật là thú vị nhé. Don't let you waste anymore. Today our lesson is Unit 1, Then and Now, Language Focus, Past Perfect, by 13. Và không đợi để các bạn đợi lâu nữa thì hôm nay chúng ta sẽ học bài đó là Unit 1, bài Then and Now. Và hôm nay chúng ta sẽ học về thì quá khứ hoàn thành và chúng ta sẽ học ở trang số 13 nhé các bạn. Yeah, and the first activity today is story time. Và hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay đó là story time. Girl, first look at the picture and listen. I was on my way to school this morning, but there was an accident. Yep. There was a mess in the middle of the road. How did this accident happen? Thì các bạn sẽ nhìn vào bức tranh này và các bạn sẽ nghĩ như thế này. Mình đang đi đến trường thì ở đây có một cái tai nạn. Thì tự nhiên nó có thể nằm ở ngay giữa đường luôn và chuyện này thì các bạn sẽ nghĩ ra, các bạn sẽ tưởng tượng ra là bạn sẽ đưa ra những cái lý do mà cho các biết là tại sao cái tai nạn này, những cái tai nạn này nó xảy ra. Example, yeah, look, there are three people, they are explaining the reasons, read the reasons and do the following task. Bây giờ mình sẽ đưa ra cái lý do và sau đó mình sẽ làm những cái task sau đây. Okay, read three explanations. Analyze the verb phrases that follow this form, had, plus past participle or verb ed. Thì các bạn sẽ đọc ba cái giải thích sau đây về cái tại sao nó xảy ra cái tai nạn đó. Và sau đó bạn làm gì? Bạn gạch dưới những cái mà thần thì, những cái phần, những cái dạng từ vựng, những cái dạng động từ mà nó có công thức như là had cộng verb past participle, hoặc hay mình còn gọi là verb ba, hoặc là verb ed. Okay, speaker 1, arriver had fallen asleep. Thì đây là cái lý do của người đồng kia, thì các bạn biết rồi đó. Khi bạn đi gặp một cái tai nạn, bạn đi giữa đường gặp một tai nạn thì sẽ có rất là nhiều người, người ta gọi là bà tám. Người ta xuất hiện và người ta sẽ đưa ra những cái lý do. Ồ, đây nè, ông này tại sao xảy ra tai nạn? Ồ, tại giống như ông nhất nói là ông tài xế thì tự nhiên ngủ gật. Thì đó cũng là lý do hợp lý ha. Speaker 2, a car had broken down in the middle of the road. Thì tự nhiên cái người thứ hai lại xem vô nói là không phải vậy đâu, mà cái xe nó bị hư giữa đường á, cho nên gây ra tai nạn. Ok, cũng hợp lý á. Tại vì đang đi giữa đường cái nó tắt máy cái thì cũng hơi dễ ra tai nạn. Speaker 3, a bike had parked in the middle of the intersection. Thì người thứ ba lại nói là không phải ai ông nói vậy đâu, nghe tôi nè. Thì là cái xe đạp tự nhiên nó đậu giữa đường, nó đậu giữa cái giao lộ. Ừ thì cũng hợp lý đi, tự nhiên có ai để xe đạp ở đó xong rồi cái ngay giữa giao lộ cho nên rất là dễ gây ra tai nạn. Mà không biết ai rảnh đâu mà để ha. Rồi ok, bây giờ mình đặt xong ba cái lý do này thì mình sẽ gạch dưới cái phần cái công thức, cái từ mà có công thức như là had plus past participle or verb ed. Bây giờ các bạn sẽ làm thử ha. Yeah. In speaker 1, mình sẽ gạch dưới từ nào? Underline word had fallen. Yeah, fallen là verb participle của gì? Fall. Alright. Speaker 2, had broken. Broken là verb participle của break. Speaker 3, had barked. Thì mình có ed ở đây, mình nãy giờ mình có hai cái verb participle rồi, thì bây past participle rồi, thì bây giờ mình có verb ed. Ok. Okay, now look. These the events happened before or after the accident. Thì bây giờ mình sẽ coi là những cái lý do mà người ta nói ở đây là xảy ra trước hay là sau khi cái accident diễn ra. Care. Look at this. This is when the accident happened. Thì bây giờ bạn sẽ thấy là cái accident, cái tai nạn nó xảy ra ở cái thời điểm này. Để dễ hình cái này cho bạn thấy ha. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái accident sẽ diễn ra. Và những cái vấn đề này nó xảy ra trước hay là sau cái accident bạn? Yep, nó sau. Và cái nó sau là sai đó. Mình phải diễn ra trước chứ. Tại vì mấy người này đây là cái đưa ra cái nguyên nhân dẫn ra cái trường hợp là accident nên nó sẽ bị diễn ra. Không có những cái này thì không có accident.
Ok, và bây giờ bạn sẽ thấy ở nhìn ở đây cái cột ở đây mình sẽ có đây là present là ở hiện tại. Vậy cái accident này đang nằm ở thì nào? Dạ, nó đang nằm ở thì quá khứ. Và cái hành động này nó trước cái hành động của accident nữa, vậy là cái hành động này là một cái hành động trước một hành động khác ở quá khứ ha. Cho nên mình sẽ trả lời câu trả lời của chúng ta ở đây sẽ là before. So, we can explain like this. These events happened before the accident. Thì những cái sự kiện này diễn ra trước cái tai nạn ha. Thì nó phải diễn ra trước, nó đưa ra cái kết quả là mình bị cái tai nạn nó xuất hiện, nó diễn ra. Ok. Okay, so now look. An action in the past which finished before a more recent bad action. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vô đây thì mình sẽ thấy các bạn sẽ thấy là một cái hành động ở quá khứ nó đã kết thúc chưa? Đã kết thúc rồi. Và mình thấy các bạn sẽ thấy thầy viết chữ before viết hoa in đậm bôi đỏ thì có nghĩa là rất quan trọng, và cái điều gì quan trọng thì sẽ nhắc 3 lần. Before, trước khi và đủ 3 lần ha. Một cái hành động khác ở quá khứ. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái biểu đồ này thì các bạn sẽ thấy là past action, cái hành động ở quá khứ nó diễn ra ở đây. Thì cái hành động mà kia nó phải diễn ra ở khúc này. Từ đây đổi lên trước. Dạ. Và những cái hành động đó mình sẽ chia là thì past perfect. Hôm trước mấy bạn đã học về các bạn đã học về present perfect có nghĩa là hiện tại hoàn thành, thì chữ perfect có nghĩa là hoàn thành hoặc gọi là hoàn hảo. Và mình đổi chữ present thành chữ past có nghĩa là mình đã đổi thành hiện tại thành quá khứ, cho nên mình sẽ dịch thì này là quá khứ hoàn thành. So, this is our lesson today, language focus, past perfect. I can talk about an action which was finished when another action happened. Thì đây là mình sẽ nói về hôm nay là bài học của chúng ta ngày hôm nay, đó là phần hiện quá khứ hoàn thành. Và mình có thể nói về những cái một cái hành động mà nó đã kết thúc trước khi một hành động khác diễn ra ở quá khứ. Và remember in the past mình thấy cái chữ này là từ gì? But. Cho nên mình sẽ nói là ở quá khứ ha. Ok, presentation mình giới thiệu bài ha các bạn. So, now we move to exercise 1 on page 30. Thì bây giờ mình sẽ mở ra trang 13 và mình làm bài 1. Look, study this sentence from the test. Bây giờ mình sẽ nhìn những cái câu sau. Then choose the correct option to complete the rule. Sau đó mình sẽ hoàn thành cái quy tắc bằng những cái option đúng ha. Thì mình sẽ dựa vào những cái câu ở bên này. Sau đó mình sẽ hoàn thành cái rules bên đây. Thì number one, had bicycles been an important means for many years before the advent of motorized vehicles? They had played an essential role in Vietnamese daily life by the mid-20th century. The motor vehicles on the roads had not increased dramatically until the 1990s. Còn nhìn sau đây là mình sẽ từ cái rule và sẽ chỉ đọc từ cái keyword các bạn được phát hiện ra thôi. Thứ nhất là the past perfect. Các bạn sẽ nhìn vô ha. Thì the past perfect describe a past action or event mình took place before hay after another place past action or event. Hồi nãy mình đã nói rồi, các bạn có nhớ thì bạn sẽ tự đánh được luôn. We from the past perfect mình có thì past perfect thì mình có công thức như thế nào? Mình dùng was or had plus a past participle. Và mình có từ not or never thì mình sẽ nhìn vô là mình sẽ biết đó là affirmative or negative sentences. Và bây giờ mình sẽ đổi là question from, remember question from. Và mình sẽ có auxiliary verb. Mình không biết ở đây là auxiliary, ở đây mình không biết là was ở ha, tại mình đã chưa hoàn thành ở câu trên. Cộng plus subject. Và mình phải đi với cái thì nào, với động từ như nào, infinitive on past participle. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây và các bạn hoàn thành bên này. Đó, trong vòng 1 đến 2 phút sau đó thầy sẽ sửa bài. Rồi, ok, look. Với câu 1 thì mình sẽ làm như sau. Look at the sentence first. Thì mình sẽ có ngay câu đầu tiên là mình thấy có chữ before ha. Và câu số 2 mình có chữ by the mid 20th century. By ở đây cũng có nghĩa là trước. Và ở đây mình có từ before và by.
Và mình lại nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy ở story của mình, lại nhớ lại cái hoạt động story time thì mình sẽ biết đó là before. Đáp án của chúng ta là before, trước một cái hành động hoặc một sự kiện khác quá khứ. Rồi tiếp tục câu số 2, mình có thì past perfect thì mình sẽ dùng công thức chữ là was or had. That's right. Mấy bạn sẽ nhìn ở đây là mình sẽ had verb 3 ed thì mình sẽ dùng ở đây là had. That's right. Và câu số 3 mình dùng thấy chữ not or never là mình biết đây là loại affirmative or negative rồi. Đó, mình có câu số 3 had not increased. Còn đây là negative, câu phủ định chứ không phải câu khẳng định. Rồi bây giờ number 4 mình là cái câu hỏi thì nó như thế nào? Yep, auxiliary verb của mình ở đây là had. Và mình sẽ nhớ là verb ở đây phải là verb máy. Verb máy đây. Verb 3 or verb ed. Hoặc mình có thể một cái tên gọi khác đó là past participle. Dạ. Các bạn làm đúng không? Yes. This is the language note. Bây giờ một cái ghi nhớ nhỏ, một cái ghi chú, một cái ghi nhớ về cái ngôn ngữ, về cái thì ở đây. We use the past perfect. Mình sử dụng cái thì hiện quá khứ hoàn thành. When we mention something that happened earlier before another action. Thì mình nhớ cái quan trọng của cái thì quá khứ hoàn thành đó là cái chữ trước. Và nó nằm ở quá khứ cho nên mình có chữ trước nữa thì đây là một cái gì đó, một một sự kiện hoặc là một hành động nào đó diễn ra trước một sự kiện hoặc một hành động nào khác ở quá khứ. Ví dụ I was happy because I had won thì có nghĩa là tôi rất là hạnh phúc, tôi đã hạnh phúc. Ở đây mình đang ở quá khứ was, bởi vì sao, tại vì sao, bởi vì tôi đã thắng. Thì cái vấn đề là mình đã đưa ra mấy bạn xem nhìn thấy sẽ thấy là cái việc mấy bạn thắng nó diễn ra trước khi cái việc mấy bạn happy, tại vì mấy bạn thắng cho nên mới dẫn đến trường hợp là mấy bạn happy. We use the past simple, mình sử dụng thì hiện quá khứ đơn, not the past perfect, không phải là thì past perfect. Mình thấy chữ not viết hoa in đậm màu đỏ là biết cực kỳ quan trọng. If we mention a single single event in the past và mình nếu như mà mình chỉ có một cái hành động, một cái sự kiện ở quá khứ thôi thì mình chỉ dùng quá khứ đơn, không dùng quá khứ hoàn thành. Có nghĩa là mình phải có một cái hành động nào đó ở quá khứ thì mình mới sử dụng quá khứ hoàn thành được, tại vì cái hiện hoàn hành động đó diễn ra trước một hành động khác ở quá khứ ha. Còn nếu như chỉ có một hành động duy nhất thì làm mình chỉ quá khứ được, đừng chỉ quá khứ hoàn thành, chắc chắn 100% khi bạn chỉ quá khứ hoàn thành là sai. Ví dụ I won a competition yesterday, mình đã chiến thắng cái cuộc thi ngày hôm qua. Not I have won a competition yesterday. Mình đâu có cái hành động nào sau đó nữa đâu. Cho nên để mình không có chi quá khứ hoàn thành ở đây được. Yep, nghe nhiều thì chán. Bây giờ mình thực hành nha các bạn. Ok, exercise 2. Choose the correct option. Bây giờ để chọn được đáp án đúng thì mình phải chưa xác định được mình chi thì gì ở đây. Các bạn nhớ ha, wow, quá khứ hoàn thành là một hành động diễn ra một ở trước một hành động khác hoặc một sự kiện hoặc một cái gì đó quá trước đó, một cái quá khứ ở trong trường là trước á, rồi sau đó mình sẽ chia là quá khứ được. Bây giờ các bạn sẽ xác định những cái từ sau đây, after là trước hay sau, before mình bạn sẽ đọc những từ đó, bạn quyết định là hành động nào diễn ra trước và hành động nào diễn ra sau, until, because và by. Ok, các bạn có khoảng 3 phút để hoàn thành bài này. Nhớ pause video clip in 3 minutes and do the exercise. Don't copy the answer first. Cho nên là mình sẽ tự làm nhé các bạn. Đó, các bạn làm đi. Rồi, ok. Hãy sửa bài cho các bạn nhé.
After này nghĩa là sau khi, các bạn sẽ đọc thử ha. Bây giờ mình Tom sẽ đọc cái email trước này, lấy tắt cái computer trước. Mình phải đọc email trước đúng không? Chứ tắt computer màn hình tối thui đen thui lùi rồi đọc bằng gì? À bạn nói đọc bằng điện thoại hả? Vậy bạn phải bật cái điện thoại trước chứ sao mà vậy, các bạn phải đọc email trên điện thoại trước chứ không, không lẽ bạn tắt cái điện thoại rồi lấy gì đọc ha. Cho nên cái này thì đơn giản quá rồi, cho nên chỉ là hard read the email, có nghĩa là mình đọc trước, cho nên mình sẽ chưa có hoàn thành đây, và sau đó thì mình sẽ là turn off ha. Nếu như bạn làm ngược lại là read và hard turn off, có nghĩa là bạn đã tắt trước khi đọc á, rồi đọc màn hình đen hay gì. Number 2, bây giờ thì mình sẽ, câu này nó hơi khó thì bạn sẽ không có đoán được nghĩa giống như vậy, đơn giản như vậy đâu, mà mình sẽ như thế này. Có nghĩa là Jane sẽ học đọc và viết trước hay là đi học trước. Vậy bây giờ các bạn dựa vào giáo dục hiện nay thì mấy bạn dựa vào cái năm lớp 1 và thì bạn cũng biết ha. Nhưng mà thật ra thì ở đây sẽ chia như sau. Mình thấy chữ before có nghĩa là trước khi, cho nên là cái hành động ở đằng trước này nó phải là diễn ra trước, hành động này sau này nó phải diễn ra sau. Cho nên là việc mà Jane học đọc và viết nó sẽ trước đúng không? Đây là hát Jane learned, thì sau khi đó thì cô ấy học xong, thì cô ấy đọc và viết xong thì cô ấy mới đi học, cho nên là study. Number 3, bây giờ until last summer có nghĩa là cho đến khi mùa hè năm ngoái, nghĩa là mùa hè năm ngoái thì mới có cái chuyến du lịch nước ngoài. Vậy trước mùa hè năm ngoái mình có chuyến du lịch nào không? Không đúng không? Nghĩa là cái nghĩa là mình đang nói về vấn đề là chúng tôi không có cái chuyến du lịch nước ngoài nào cho đến khi mùa hè năm ngoái, bằng nghĩa với nó là có nghĩa chúng tôi không có chuyến du lịch nào trước mùa hè năm ngoái. Là đến mùa hè năm ngoái chúng tôi mới đi, cho nên phải chia là hadn't had. Number 4, bây giờ mình thấy chữ because có nghĩa là sau because mình sẽ đưa ra là nguyên nhân hay kết quả. That's right, mình sẽ đưa ra nguyên nhân đúng không? Mình sẽ đưa ra lý do. Giống như là why thì mình sẽ là because, nghĩa là tại sao, thì bạn sẽ đưa ra cái lý do là tại sao vậy. Rồi cái lý do thì sẽ diễn ra trước hay là sau kết quả? Chính xác, lý do phải đưa ra trước. Thì các bạn sẽ nhìn đây. Chúng tôi mệt bởi vì chúng tôi chơi đá banh cả ngày, cả buổi trưa. Trưa. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn vô. Các bạn sẽ thấy là cái lý do là chúng tôi mệt là việc chúng tôi chơi đá banh cả ngày cho cả buổi trưa, cho nên là cái việc mà chơi đá banh là diễn ra trước. Tại vì chúng tôi chơi đá banh cho nên chúng tôi mệt, đúng không? Cho nên mình sẽ như thế này. We were tired because we had to play football all afternoon. Hành động này phải diễn ra trước, dẫn đến cái hành động này diễn. Rồi, number 5, chữ by có nghĩa là trước, bằng nghĩa bằng trước năm 2001. Vậy là mình sẽ chia thì gì? Thì quá khứ hoàn thành, that's right, had visited. Là tôi đã đi thăm được năm thành phố ở miền Nam Việt Nam trước 2001. Còn nếu như bạn chọn visited thì bạn phải ghi là in 2001 thì mới đúng. In 2001 nghĩa là bạn đi năm thành phố, thì cái đó là cái một nghĩa khác, nghĩa là bạn viếng thăm năm thành phố ở miền Nam trong năm 2001, nghĩa là trong cái năm đó bạn đi cả năm thành phố luôn. Còn bây giờ mình nói là by 2001 thì mới nghĩa là tôi đã đi năm thành phố lớn ở miền Nam trước 2001, nghĩa là trong trước 2001 và nhiều năm trước mà bạn có thể đi năm thành phố rồi đó, trong thời gian đó, không nhất thiết phải là năm 2001 bạn mới đi ha. Three, complete the sentence with the past perfect form of the verb in the bracket. Thế này dễ rồi, nó đã chơi các bạn là hoàn thành với dạng là quá ở cái công thức của thì quá khứ hoàn thành ha, cho nên rất là dễ. Bây giờ mình chỉ xác định là bị động, khẳng định, phủ định hay là câu hỏi thôi. Number one, J gì đó có chữ never, cho nên mình đã biết đây là khẳng định hay phủ định rồi ha. Football until last week. Cái này là objective before you arrive at the station. Đây giống gì? Dạ. Yep. I was up because see gì? My birthday. Rồi bây giờ tiếp tục là câu. Dạ. Yep. The house when you called. The children gì đó. He saw they were in trouble. Ok, bạn làm thử nào. Nhớ công thức cứ hoàn thành rồi điền vô hỏi này dễ mà ha. Bạn có 2 phút kịp không? Chắc 2 phút kịp. Mình hoàn thành chứ không có, mình hoàn thành nhé. Hãy subscribe.
number one. Vậy công thức của mình sẽ là had cộng verb three. Sorry, past participle or ed thì mình sẽ had never played. Number two, câu hỏi thì mình để cái gì lên đầu? That's right, had. Sẽ mình đổi thành by, mình đổi thành but. Không có by, không có by ed nha, không có by ed nha. No ed. Ok, had you bought a ticket before you arrived at the station? See gì? Bây giờ forget mình là gì? Forget tiệp hả? Had forget tiệp đúng không? No ha. Mình sẽ là had forgotten. Không có forget tiệp nha. Không có ed gì đây. Là câu hỏi thì mình để gì lên đầu câu? Had. Đúng rồi, had. Has hay là have hay là had? Dạ, had. Vậy là had. He left. Thêm ed vô là xong rồi đúng không? Ừ, hay quá. Sai rồi đó. Had he left. Ha. Và the children. Bây giờ có chữ not had thì mình để sao? Had done not hả? Hay là had done done? Ừ, nhớ công thức đúng rồi đó. Hadn't done. That's right. Finally, we come to the last stage of the lessons. Thì mình đã đến với phần cuối của lesson này rồi. Đó là production. Let's go. Học nhiều giờ áp dụng đi. Là exercise 4, use it. Ha, sử dụng đi. Work in pairs. Mình sẽ làm theo cặp. Take turn to say what you think had happened before each situation. Bây giờ mình sẽ có những cái tình huống diễn ra và sau đó mình sẽ nói về những cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ diễn ra trước đó. Let's go. Bởi vì thầy là một người rất là hiền và rất là tốt bụng cho nên thầy sẽ cho các bạn, thầy sẽ làm cái phần đầu tiên làm như là một cái ví dụ cho các bạn biết ha. Look at the first situation and answer the questions. Nhìn cái đầu tiên và sau đó trả lời. Situation. Peter apologized to his brother. Tại sao mấy bạn bây giờ nghĩ thử ha, tại sao mà Peter xin lỗi anh trai hoặc em trai của anh ấy? Làm gì sai mới xin lỗi đúng không? Ok. Đây cho nhìn câu hỏi. Why did he apologize? What had happened before? Thứ nhất là mình sẽ nghĩ là tại sao anh ấy xin lỗi? Việc xin lỗi có nghĩa là anh ấy có lỗi, đúng không? Và cái lỗi gì đó, mình sẽ tưởng tượng ra lỗi gì đó giống như là anh ấy là mất cái gì của brother anh ấy, một cái gì đó rất là quan trọng. Figure chẳng hạn, hay là lông bào em, áo em u chẳng hạn. Hay là thứ hai là nhiều khi anh ấy làm anh ấy vô tình làm hư cái gì đó, hay là anh ấy quên một cái gì đó mà anh trai hoặc em trai anh ấy nhờ. Ví dụ như em trai nhờ mua giùm thầy, như mua giùm mình, cho mua giùm anh, mua giùm em cái móc khóa Labubu. Cái xong rồi cái bạn Peter nói là quên rồi. Rồi đó cũng là apologize ha. Thì là cái ví dụ. Có nghĩa là perhaps they had an argument. Thì cũng có thể là hai người đó cãi nhau. Ví dụ như mấy bạn để một cái móc khóa là bu bu xịn ở giữa. Xong rồi kiểu như bữa nói bạn mẹ đem cái móc cái đó về. Xong hai bạn này cãi nhau là cái này chờ cái này của em, cái này của anh gì đó. Rồi cãi nhau xong rồi cuối cùng là Peter cảm thấy là mình đã sai rồi. Xin lỗi anh trai. Có thể như vậy ha. Lúc xong cái ví dụ rồi ha, mình sẽ thấy là mình sẽ chia là had, nghĩa là mình đang chia ở quá khứ hoàn thành, bởi vì cái việc đó dễ xảy ra trước khi mà việc Peter apologize xin lỗi em trai hoặc anh trai của anh ấy. Thì bây giờ mình sẽ làm như vậy, ví dụ như vậy, mấy bạn sẽ làm tiếp. Discuss the situation and write sentences about what has happened in each one. Bây giờ các bạn cũng chia như vậy và nhớ là mình sẽ chia cái thì ở đây là had happened, có nghĩa là mình sẽ chia ở quá khứ hoàn thành với từng cái tình huống khi bạn đưa ra cái nguyên nhân ha. Tiếp tục. You can use both affirmative, mình có thể sử dụng cái thì ở cái dạng khẳng định hoặc là dạng phủ định negative của cái thì past perfect ha. Ví dụ, và bây giờ là những cái situations của các bạn. Anna didn't go to the cinema with her friends. Mấy bạn nghĩ tại sao mà Anna không đi đến cái cinema với bạn cô ấy? Number 3, when Sally met her father at the station, she didn't recognize him. Tại sao Sally không nhận ra ba của cô ấy khi mà cô ấy gặp ba của cô ấy tại nhà ga. George was late for school on Tuesday. Rồi cái này chắc chơi game mất cái này dễ ha. Ben and Helen were very excited. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghĩ coi cái nào đúng, cái nguyên nhân, lý do nào. Mà nhớ chia ở thì quá khứ hoàn thành cả. Các bạn có thể sử dụng cả affirmative or negative, tùy các bạn thôi. Các bạn thích đặt câu như thế nào đó là chuyện của bạn. Ok, các bạn có 5 phút để làm điều này.
Ok, bây giờ là kết thúc 5 phút rồi, bây giờ thầy cho các bạn một vài cái ví dụ. Perhaps she hadn't been well, thì bây giờ bạn sẽ thấy là hadn't been well nghĩa là có thể là cô ấy không khỏe. Vậy đây mình thầy dùng cho negative để thay đổi một cái văn phong chút xíu cho các bạn quen cái thì cái công thức thì thôi ha. Maybe her father had been away for a long time, có nghĩa là ba cô ấy đã đi xa lâu trong một thời gian dài, nhiều khi cô ấy còn nhỏ cho nên là khi giờ cô ấy không nhận ra. Number four, maybe he had overslept, có nghĩa là quên. Hay vậy lắm. Ngủ quên cho nên đi học trễ luôn. Number 5, tại sao họ excited? Because perhaps their idol had come to their town, nghĩa là mấy cái idol của họ đã tới thị trấn của họ cho nên họ rất là cảm thấy rất là phấn khởi về điều đó. Ok, sau khi các bạn đã hoàn thành hết tất cả các bài thì bạn sẽ tới finish. Phần finish này thì bạn sẽ tại sử dụng trí tưởng tượng của mình và mấy bạn sẽ đưa ra cái lý do của chính mấy bạn. Ví dụ thì đây là cái tình huống đây. Imagine you were late for school because you had gone on foot instead of by bicycle. Write sentences about what happened to you using the past perfect. Thì cái tình huống là bạn đi học trễ bởi vì bạn phải đi bộ tới trường thay vì cái xe đi bằng xe đạp mình như bình thường. Bây giờ soạn hãy đưa ra cái lý do là tại sao chuyện nó diễn ra. Và nhớ là chia ở thì that's right, past perfect. Thì bây giờ mình sẽ tự viết ha, và sau đó các bạn sẽ có 3 phút để viết cái này, sau đó thầy sẽ cho các bạn cái đáp án, một vài cái gợi ý thôi chứ không phải là đáp án, còn cái đáp án chính xác của mấy bạn thì các bạn vẫn phải tự viết. Let's go. Ok, và đây là một vài cái câu ví dụ ha. Okay, first, I was late for school this morning because I have walked all the way here. Mình phải đi bộ. My brother has borrowed my bike. Bởi vì anh trai hoặc em trai của tôi đã mượn cái xe đạp của tôi. By the time I got to class, Miss Johnson had already started the lessons. Yep. If I had had my bike, I could have been here on time. Thì có nghĩa là bây giờ mình nếu như có xe đạp thì mình sẽ đến đây đúng giờ như bình thường ha. Đây is homework. Yeah. Learn a new vocabulary in lesson 3, nhớ học là từ vựng và ngữ pháp luôn ha. Prepare for lesson 4, vocabulary and listening. Chuẩn bị cho bài 4 và do page 9 in the workbook. Okay, and that's the end of our lesson today. Và I hope you can understand well and maybe I'll see you next week. Và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong kỳ sau và hy vọng là bài học hôm nay các bạn có thể hiểu bằng một cách rõ ràng nhất có thể. Thank you very much.